chào mừng toàn thể quý vị khán giả thân thương đang đến với chương trình 7 nụ cười xuân. Thưa quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ hai tuần trên HTV7. Cảm ơn quý vị một lần nữa vì thời gian vừa qua đã ủng hộ anh chị em của chương trình 7 nụ cười xuân rất là nhiều. Và thưa quý vị, để thành công một chương trình như thế này thì cần rất là nhiều bộ phận, các anh chị em quay phim, đạo diễn, camera, hình ảnh, khán giả, chị bán cơm, chị lao công, chị tạp vụ, rất là nhiều người để có thể tạo ra một cái trò chơi trên truyền hình như thế này. Và không thiếu đó là dàn nghệ sĩ, những ngôi sao của chương trình. Chúng tôi xin giới thiệu Lâm Vĩ Gia. Lê Huỳnh Thủy Ngân. Minh Dương Lan Ngọc. Chúng ta gặp gỡ Trương Thế Vinh và Tiến Luật. Thì ngày hôm nay thưa quý vị thân mến, là chúng tôi đang có những concept đồ rất là ngộ nghĩnh. Cô ba bán chú chiên. Bán chú chiên ở miền Tây hả? Miền Tây sông đây nước. Là những bộ đồ theo phong cách ren của ông bà hồi xưa đó. Chị em mình đi chợ thôi. Đâu, tụi em là nữ là không cùng đẳng cấp với tụi em. Nhìn với tụi em nè. Thôi, đẳng cấp này tụi anh cũng không dám cùng đâu. Dễ thương nữ sinh. Nữ sinh Đà Lạt. Nữ sinh Đà Lạt. Nhưng mà anh em mình là gì? Miền Tây lên nè. Nữ sinh Đà Lạt gặp ba anh nam sinh miền núi. Dễ thương quá trời. Ủa, đây khách mời là ai vậy? Có chứ, không thể thiếu mỗi tập của chương trình là những khách mời dễ thương, rất là hài hước. Ngày hôm nay chúng ta chào đón một khách mời đẹp trai vô cùng tận. Wow. Trương Phạm. Ôi, lại bước đâu rồi? Đứng đó đi à. Đừng, đừng. Ủa sao che tiếng lực dữ vậy? Ủa em phải ra giữa chứ đúng không? Đúng rồi, ok. Em ra về luôn cũng được. Chúng ta vỗ tay cho Trương Phạm cái đi nè. Đẹp trai. Đẹp trai mà vô cùng tận luôn á. Sao đứng ở trong mà nghe hơi lố anh? Thôi em đẹp trai thiệt mà. Sao ăn gì đẹp trai dữ vậy? Chỉ cho anh Luật với anh đồ ăn chơi. Ủa sao không chỉ cho anh Vinh? Vinh đẹp trai rồi. Vậy sao không hỏi anh Vinh ăn gì đẹp trai dữ vậy? Thôi Vinh ăn mấy cái đồ tầm bậy tầm bạ. Rồi mời Trương Phạm mình chào quý vị khán giả được không ạ? Dạ, lần đầu tiên thì Jun rất là vui khi mà được trở lại với 7 nụ cười xuân. 2-3 năm trước Jun có tham gia một lần rồi, bây giờ mới được quay lại. Chương trình đâu có mời đâu, chương trình đâu có mời đâu. Bây giờ mới mời rồi, rất là vui được quay lại với mọi người. Em thấy ba bạn gái xinh đẹp của chương trình như thế nào? Xinh đẹp hả anh? À thì anh ba bạn nữ của chương trình như thế nào? Trời, cái này quá quen mặt luôn, có trai mặt luôn, em thấy không có gì gọi là bất ngờ luôn á. Bất ngờ là không bất ngờ rồi, cũng không có gì vui rồi. Phải có nhận xét chứ. Hôm nay thật sự là em cũng rất là bất ngờ, là không biết tại sao bên chương trình cho anh em mình bên nữ thì mặc đồ rất là cũng rất kỳ, nhưng mà nó cũng là sặc sỡ đẹp đẽ, còn bốn anh em mình sao giống không, như bên nam là em đồ đẹp nhất đó. Hả? Vậy em là cái áo của em riêng nè. Hàng gì có sự phối nhẹ đúng không? Phối nhẹ nha. Biết thì anh cũng phối cái màu hồng hồng như thế. Bây giờ em nhìn thấy bố anh em mình giống như lông công quá ha. Không, bên anh nhà thiết kế là có cái sự tính toán. Tính toán sao là này? Theo độ tuổi. Độ tuổi của anh Lực là anh thấy cái màu giác ngộ. Giác ngộ. Vinh màu xanh gì? Màu xanh tươi trẻ. Làm việc có resort. Resort comment. Housekeeping. Ở đây là màu đỏ. Quán ăn hợp lý. Thực ra cái đây là concept riêng của chương trình đó. Nhưng mà tại sao ai cũng đỡ, còn anh tự nhiên có cái hình chữ nhật ở đây để là sao? Tại vì đây là quán ăn á, cho nên đây là đại diện cho cái bếp. Thì chú Mạnh thân mến, dạ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có rất là nhiều trò chơi vui. Dạ. Sợ quá, em lo lắm, tại em coi em thấy rất là sợ. Theo em nghĩ là chương trình này là những trò chơi nó hơi có màu sắc tí đúng không? Thì em nghĩ là năm đây là ai là dơ nhất? Thôi, tính giá của em, Dạ với Ngọc chắc là sẽ là một trong hai người dơ nhất. Dơ mà dơ bẩn. Không phải là chơi dơ. Chơi dơ là chơi xấu, bọn này là dơ là thích bôi bát, chay chét, dơ bẩn lên người khác. Để có một tập em nhớ là Ngọc phải về nhà bị người ta cho bột bên đầu á. Nhiều lắm, tập nào Ngọc bị hết trơn á. Vậy sao nó vẫn cứ dơ vậy hoài anh hả? Ủa cái gì á? Tự nhiên cái làm như đưa mũi là sao anh? Cái này là truyền thống gì của tôi không nữa. Chương trình em có truyền thống. Ai vậy? Ai vậy? Chú Phạm thân mến. Sao? Bây giờ chúng ta sẽ có một trò chơi để mình khởi động. Ngẫu nhiên về đội. Chứ mình không có chọn đội ha. Dạ rồi. Rồi mời tất cả đứng xung quanh. Đúng rồi, đây là màn chào sân của 7 nụ. Yeah. Ủa có ai cho tôi biết là cái gì không nhỉ? Tôi chép cái gì miệng em. Cái tay thôi mà. Câu hỏi anh tự đứng, hiểu à. Đứng xen kẽ đi à.
âm nhạc lên chúng ta sẽ đi vòng tròn ngược chiều kim đồng hồ. Âm nhạc dừng lại chúng ta sẽ chụp cái con thú vật bông này. Em không đứng gần. Ba người chụp thành công sau ba lượt chơi thì về cho một đội. Sao anh luật cô đơn vậy? Luật gì? 3-2-1 lên. Ngược chiều kim đồng hồ. Có một mình anh thôi á. Đang theo chiều kim đồng hồ. Bé này để nó đứng lên đi. Ngược chiều kim đồng hồ rồi. Ủa? Đó. Mọi người biết ngược chiều kim đồng hồ không? Đang ngược phải không? Ủa? Đang thuận đó. Đang, nó đang ngược. Ê, ê gì vậy mấy đứa? Hết nhạc con bé này. Nửa cây rồi hãy giật. Đi. Ủa sao đi tới lui hoài vậy? Trời ơi, mình thò cái tay vô rồi. Trời ơi, sao hay vậy, nhanh dữ vậy. Hay quá. Tuổi già nhưng mà không già đó mọi người ơi. Trời ơi, tôi quen rồi, tôi vô chụp nắm cái cổ nó liền thấy không. Rồi, Lực sẽ đứng ra bên kia một mình. Ủa? Chờ hai người tiếp theo. À, chờ hả? Nên nhớ nha, cái đội mà chụp được thú chụp bông là ba người. Về chung một đội, đội kia cũng về chung một đội. Nhưng mà không phải là đương nhiên vậy là hoàn thành đâu nha. Đội kia sẽ bị phạt. Ủa, ê. Ai mà về phía tôi là không bị phạt nha. Đội mà còn lại bị phạt nữa. Trước nha, hình phạt này liên quan tới rối loạn tiền đình. Bảo đảm sẽ mệt mỏi. Cố gắng nha. Dạ, bố là đẹp ơi. Tụi mình đi hoài. Anh Vinh nhảy. Trời hứng à. Người ta lẽ cái con sau lưng mà đứng nhảy cho cố vô hồi nữa cái ta gương nhà cái chụp không được. Nhường ơi. Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Trời ơi, em chụp cho vui đó. Ai ngờ vừa chụp xong cái hết nhạc luôn. Bọn nhỏ này hơi dữ vậy. Rồi mời các bạn đứng vô. Chết rồi. Đáng lẽ là không mới tính á. Không tính rồi. Nè, cái đội mà không chụp được thú nhiều bông là bị phạt. Nói trước hình phạt là rối loạn tiền đình đó nha. Chết rồi, không. Vậy là phải thắng. Vinh ơi Vinh, anh cần em. Dạ. Gì vậy? Chưa bà. Bé này. Đẹp quá. Trời ơi. Ôi chết em bị nẹo á. Làm sao tôi gánh nổi. Hai bé này nó lẹ quá. Quá lẹ luôn. Ủa chết anh Lực rồi. Ủa bạn ơi, tôi cực khổ để giật đồ. Bây giờ mắc gì tu tội tình gì mà gánh hai cục này vậy bạn? Phải chịu thôi. Hết xui mà. Đúng rồi, thì bây giờ đẳng cấp thì mình về với nhau thôi. Thường là chúng ta là chia đội là như vậy là xong rồi. Nhưng mà nếu vậy thì nó đơn giản cho cuộc sống này quá. Đội này chắc chắn là ba người mình chung một đội. Nhưng phải có hình phạt nhẹ trước khi mình vào chương trình. Tôi nghĩ là nên phạt đội tôi đi. Tại thực sự ra tôi mới là đẳng cấp nè, thấy không? Vừa hết nhà tôi chụp. Còn một bạn thì vô tình bóc. Một đứa thì bị liệu. Mà tôi ăn cái đường nào trời. Biết đâu được. Hôm nay là ngày tàn của một đế chế. Là anh ghen hả? Là thua đó. Đi bên kia phải bị phạt cái gì. Đúng đó rồi. Chúng ta sẽ bỏ cái bàn này đi. Để người ta bỏ được rồi anh Giang. Không có. Để Vinh nó làm, nhìn cái tướng nó làm giống lắm. Thấy không? Rất gọn gàng thấy không? Mọi trời người hả? Sẽ quay dò dò cái tay phải chạm đất. Nữa hả? 10 vòng sau đó chạy tới đá cái chai. Mà chỉ được đá một lần. Ai đá thành công thì người ta thắng. Người mà còn lại mà không đá được là sẽ bị phạt nữa. Ai đầu tiên? Anh Vinh đầu tiên. Rồi. Bởi vì anh đã, anh là tay voi. Tay phải chạm đất nha. Rồi. Đúng rồi, giỏi. 10 vòng chứ Vinh là nè, đó. Ok. Ok. Mình đẩy cãi kìa. Rồi, chạy đập nhanh rồi đá, đá cái chai. Nhanh lên. Đá cái chai, đá cái chai. Đúng rồi, thành công. Là chạy chưa? Là chạy rồi hả? Ôi, anh chua, anh khỏe hơn thì anh không phải xoay nhanh lên. Có vấn đề là đã chơi là phải chịu. Ai biểu nãy chơi dở. Chưa gì dạ nó ói rồi. Chưa gì là em ói rồi, em mắc ói ghê luôn á. Không sao, em vừa chạy vừa ói, chương trình sẽ lao cho em. Quay. Đúng rồi. Đó thấy không, có để cái tay. Một. Hai.
Chín. Còn một cái nữa, một cái nữa. Rồi chạy tới đá đi, chạy tới đá đi. Bụ tay ra, bụ tay ra. Giống như một ông thuận bên trái, ông thuận bên phải vậy. Ghê thiệt. Đá chân kia. Đá chân phải mà trúng chân trái luôn mọi người. Một kiếm thành công. Rồi. Thưa quý vị thân mến, phần hấp dẫn nhất là ngày bây giờ. Sau đây là ác chủ bài ở cầu Bình Lợi. Đi nhanh lên trời ơi. Gì vậy trời? Nhanh lên. Một vòng. Em nhìn một điểm thôi. Dạ em nhìn một điểm thôi. Không nghĩ. Làm đi. Làm trời đi. Mình vòng rồi trời. Làm cái gì á? Mở hơi quay. Qua luôn đi bạn ơi. Em đi không. Anh Lượt diễn tiếp cho em coi thôi. Đá nha. Rồi, thành công. Được rồi. Em làm okay được cái gì, được. Rồi, qua đi, qua, đứng lên con. Qua. Rồi. Rồi, sẵn sàng chưa? Bây giờ là trò chơi đầu tiên của 7 nụ cười show. Quý vị đang quay trở lại với chương trình 7 nụ cười show. Thưa quý vị thân mến, bóng đá là được mệnh danh là môn thể thao vua được yêu thích bậc nhất trên hành tinh này. Và trong chương trình 7 nụ của chúng tôi, nó sẽ là một cái version hoàn toàn khác biệt, một phiên bản gây cười, tạo ra nhiều cái điều thú vị. Hai đội bóng của chúng ta ngày hôm nay mời xuất hiện. Thì mà gì qua dưới chiếu dấp té vậy chị? À, chưa đủ tiền mình thay chị mặt cái mặt thôi. Thôi. Thôi chống mặt rồi, chống mặt rồi. Thôi. Trẻ không nghi quá vậy. Bên này làm gì ông chú cũng không cho. Sao vậy? Chống mặt quá. Khó khăn. Sao cho gì? Kêu ba người đi ra, mới đi ra mà bà dấp bà té rồi. Bây giờ tụi em muốn quay giống như bệnh đó, anh quay anh đi. Vô giữa. Thôi đi. Tụi em quay hai ngân. Đó, em dạ. Em nắm cái váy tụi cái váy được rồi. Ngược lại. Ê tội quá ha. Ê giống như tiếng lượng giống như là công cụ để mua vui vậy. Hồi xưa tôi gọi là nô lệ đó. Bây giờ chúng ta sẽ đặt tên cho hai đội mình đi nè. Là em là đội công chúa nũng nịu luôn. Tỉnh ngộ đi. Công chúa nũng nịu. Thời buổi này còn công chúa vậy đây nữa. Anh nói đi, anh nói tên đội mình đi. Công chúa nũng nịu. Lọ lem. Lọ lem hè phố. Lọ lem hè phố. Lọ lem mà còn hè phố. Bên đây là lọ lem. Bên mình là cái gì? Lọ nghẹ. Mình là bạch tuyết. Được không? Cũng là bạch tuyết. Rồi. Bên trái là đội bạch tuyết và bên phải là đội lọ lem. Bây giờ chúng ta có luật chơi về bóng đá. Chúng ta sẽ mặc cái thùng này để đá bóng. Sao mà đá được trời? Có hai hiệp, mỗi hiệp 3 phút. Sau 2 hiệp, đội nào mang về nhiều bàn thắng hơn, đội đó chiến thắng ở trò chơi này. Và dĩ nhiên chúng ta phải có luật chơi, đó là không chơi xấu giống như bóng đá thật. Chúng tôi sẽ có thẻ vàng và thẻ đỏ. Thẻ đỏ là nghỉ luôn, thẻ vàng là nghỉ 1 phút. Một phút là anh có được. Nhưng mà anh ơi, cái đá không anh? Cái này nó bự quá mà nó che vậy rồi sao vô? Che không thành rồi sao vô anh? Được hết cỡ cho thí sinh suốt thì phải né chứ không dám che được. Bởi vì không những là chúng ta bảo vệ cái khung thành mà phải bảo vệ cái khuôn mặt nữa.
quá. Ủa tên đó là Bạch Tuyết. Anh nhìn giống như cái bà mà ở trong phim Loại Lem mà nó bị xấu á, bị mập á, kiểu Bạch Tuyết gì mà cơ bắp vậy? Đồng sâu lên. Tôn đồng sâu không có đồng sâu. Nhưng mà không có được xách váy lên để chạy. Minh Vinh xách lên tới đây vậy nè. Không được xách váy đâu, xách váy để ngồi nữa để vui đúng không? Rồi vậy thôi. Vậy là không được đụng tay vô váy. Đúng rồi. Thôi, trời không được hả? Vậy hả? Đúng rồi. Rồi quyết định luôn. Khoanh tay lại chơi. Khoanh tay luôn hả? Ủa sao chơi nghiêm chỉnh? Bị lỗi. Lỗi. Thầy ý kiến quá. Quả nó xì giành lượt. Chết, cẩn thận nha, ông chú gian manh quá. Dạ, anh sẽ ra cái bao. Ủa nhưng mà ai thắng là được quyền nói trước hả? Ai thắng là được quyền giao bóng. À rồi. 3, 2, 1. Ủa sao em nói em ra cái búa mà. Dạ. Ai biểu anh lớn rồi mà anh còn nghe lời nít. Rồi, chúng em ơi, nói tù. Trời ơi. Tôi không cần biết, thua đáng chịu. Bắt đầu. Anh trời. Bên nào? Rút rút. Khoanh tay lại. Khoanh tay lại anh chứ. Tao rồi. Hết rồi, hết rồi, hết rồi, hết rồi. Yeah. Nhưng mà ra ngoài rồi mà. Ra biên rồi. Chưa, chưa. Khoan, đợi. Trọng tài không thấy. Check qua, check qua, check qua. Ra biên rồi, đâu được tính. Ra biên. Ra ngoài rồi. Để tôi check vàng. Phát bóng lên. Phát bóng đây, đưa đây em phát bóng. Bóng ra ngoài, phát bóng lên. Em phát bóng đâu? Bóng đâu? Bóng em ngồi lên nè. Trời ơi. Đá vô đây. Không được, anh không được dở lên. Đưa cho người ta phát bóng mà. Ủa, rồi, bắt đầu. Đâu rồi? Bé Ngân cầm váy cho em, bé Ngân. Rút. Ủa, anh đâu? Ủa, bé. Rút. Rút. Rút lại, rút tiền rút lên, lên kia. Rút lên, lên kia. Rút lên, lên kia. Đúng anh đâu, anh đâu. Ôi là đâu. Vô. Vô đâu. Hay hả? Đâu. Một không. Anh đã nói rồi mà không nghe. Đứng đó là chết á. Ra ngoài đứng đi. Đứng luôn. Một giao không. Một không hả? Giao bóng. Anh Luật ơi, lên lên. Giống hả? Đưa đi. Trời ơi trời. Ra ngoài, ra ngoài. Đi. Ủa rớt quần. Ôi gì vậy? Anh ơi. Đá biên, đá biên, đá biên. Anh Vinh lẹ. Anh Vinh lẹ. Đúng rồi, đúng rồi. À. Hả rồi, hả rồi. Mệt quá. Cộp lại cho anh Luật đi. Anh đùm túm kêu máy ổng vậy. Rồi đá đi. Đạp chân đau lắm ngân. Gì vậy ngân? Chân đau lắm ngân. Gì vậy ngân? Nhẹ thôi. Hiện tại là đội mình đang thắng 1-0. Để cho trò chơi thêm thú vị, chương trình đã chuẩn bị một quả bóng. Không phải là bóng bằng da nữa, mà là bằng mũ, bằng nhựa. Lắp đi. Lắp đi. Vô. Anh hoành tay lên. Hoành tay lên. Nu nu. Sao anh đá giọt đau. Đá một chân, đá một chân, đá. Trời ơi. Trời ơi. Anh đâu có tiêu rồi. Ông ngã, ông ngã. Ủa anh ơi. Trong máy chun đó, trong máy chun đó. Cái bàn đầu. Nữa. Ủa thủ môn thì kỳ dạ, thủ môn ra đá luôn vậy. Bình thường thì ai này làm cái thủ môn sao không ra đá chạy trước Ngọc. Đúng rồi Ngọc, chạy lại Ngọc, chạy lại cho anh Ngọc. Trời ơi sao vậy. Trời ơi có biết đá bàn đâu. Ủa đâu rồi, ủa đâu rồi. Dạ. Ngọc giữ không thành Ngọc. Trời ơi hả. Mệt quá hai ảnh. Mệt quá. Đâu. Mệt đâu rồi. Mệt nó chụp váy anh rồi. Đâu. Dùng tay, dùng tay. Chưa đủ. Không có dùng nha. Nha. Dạ đứng ngay cái chỗ của Thúy Ngân á. Để anh Vinh đấu được rồi. Còn tôi đứng đây. Cái vòng vàng vô kìa anh Vinh ơi. Vinh Ngọc, Vinh Ngọc, Vinh Ngọc.
Trời ơi. Vô. Trời ơi lại trời. Đây rồi. Ủa, anh vợ. Rồi, khỏe Giang. Rồi, anh Giang, trọng tài ơi. Trọng thương quá. Ủa, sao vậy? Đang phạt, người ta đang phạt. Rồi, ra nghỉ một phút. Trời ơi, vậy rồi sao rồi, em thua rồi đó. Mày phải chịu, ai biểu cho giấu, giấu banh trong bụng. Giỡn mà. Sao có giỡn, thể thao mà giỡn gì? Người đó banh mà giỡn. Vậy là bây giờ đội em vừa bị phạt xong là đội em được giao bông đúng không? Hai không. Không. Hai không. Chưa mà, anh phải bắt đầu banh ở giữa chứ. Hai không, giữa gì, nãy giờ có ai thua đâu mà giữa. Hai không. Là vừa bị phạt đó. Bây giờ mới là giữa nè. Hai không rồi. Bây giờ mới giữa, nhanh đi, hết giờ. Hết một phút rồi. Giữa. Một phút hết rồi. Giữa. Anh Lực. Rồi ra, ra, ra. Ủa, đến luôn hả? Qua kia, qua kia, qua kia, qua kia. Đó, tôi truyền cho em đó. Chết chết. Truyền cho em đó. Chết chết. Trời ơi. Chết rồi. Đá qua kia. Ủa, không ai coi khung thành luôn. Ủa, sao chị giữ anh là sao? Hết pin rồi, hết pin rồi. Chết chết. Đúng rồi. Trời ơi. Chết chết. Đúng rồi. Đúng rồi. Trời ơi. Hết rồi. Hết một phút rồi. Rồi, hết một phút và hết hiệp luôn. Tỷ số hiện tại là đội chúng ta đang thắng là 2-0. Đổi sân. Anh chơi dở quá vậy. Tôi chơi dở. Đá banh là nghề của anh mà. Tôi chơi dở. Nghỉ giữa hiệp và chúng tôi đã mời tới đây một ca sĩ để trình diễn cho các bạn. Đúng rồi. Thiên Ngân. Sao ca sĩ bệnh không vậy? Đang bệnh rồi anh ơi. Đang bệnh rồi, thôi không có trình diễn nữa. Rồi đá luôn. Ủa? Ăn vàng quá à. Dạ thầy. Tranh thủ. Trời ơi vui ơi. Đưa đưa trái bóng. Tranh thủ, tranh thủ. Rồi mời Jun nghỉ một phút. Rồi giải bóng chơi. Chết rồi Vinh ơi. Anh Vinh ơi. Cố lên Vinh ơi. Đâu anh? Đâu anh? Tôi có hoài rồi. Tôi có hoài rồi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Đánh lửa. Đánh lửa. Tôi lên tôi. Lên tôi rồi. Dạ thầy. Thầy. Tôi thấy. Tôi thấy Vinh. Giật thủ lên luôn. Đá banh mà giật nhau quá. Rồi mời nghỉ. Mời nghỉ một phút. Hết giờ rồi. Ra nè. Rồi ra nè. Ra đúng không? Ủa. Vô vô. Đâu rồi. Quay quay quay. Không có xí. Lẹ lẹ. Lo âm thanh. Lo âm thanh. Lo âm thanh. Gì kì vậy. Yeah. Thấy đỏ luôn. Cái vừa rồi không tin luôn. Red card. Ủa. Cô là vừa rồi không tính luôn. Cái gì rồi không tính. Ủa đồng đội. Thái Kiều, Thái Kiều. Jun ra được rồi anh. Jun trở lại. Yeah. Ngọc nghỉ luôn. Ai mượn. Ủa vậy rồi. Bắt đầu. Kẻ lên anh lên 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 lên. Kẻ trở lại ơi. Kẻ 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 kẻ. Hết bên, hết bên, hết bên, hết bên, lộn lộn bên em, bên em bộ, bên em gặp đồ duyên. Mẹ chừng nào trọng tài cho không được. Anh luôn anh vô nên Vinh đâu được. Vinh đích anh á. Vinh, 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 Vinh. Vinh, 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 Vinh. Vinh, 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 Vinh. Vinh ơi, Vinh, Vinh. Cố lên, cố lên con ơi. Ra ngoài rồi. Đáo này là con á. Vinh, Vinh, chị ơi. Em trai của anh, truyền lại em trai. Ôi da. Anh ơi, gì chúng người. Người ta ở ngoài sân mà còn đá người ta. Thế đó. Red card. Ủa, ai giữ ngồi đó anh ơi, cái đó là phạt góc mà. Đây đây, em giao nè anh Lực. Lên Lực. Một. Sống yếu dạ. Hai. Hay quá dạ xuống luôn. Gì vậy dạ? Anh Lực. Lên Lực ơi, lên. Lên luôn anh Lực. Cái gì vậy cưng? Hay quá. Hay quá. Anh Lực. Nữa nữa, ôm nữa. Mấy con ôm nữa. Mấy con mới vừa ôm em. Ôm nữa, làm sao, làm sao. Cái này giữ. Chân nào giữ mấy bạn. Lên luôn. Nó dài quá. Sao em đá chân anh vậy? Em đang đá. Từ từ để thủ môn cầu thủ có kê. Câu giờ, câu giờ, câu giờ. Tôi không có câu giờ. Coi dừng nha, coi dừng nha. Em lên, 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 lên ơi, lên. Đâu rồi? Ủa, con ngân, ủa, à, làm anh gì nữa kìa. Anh Giang. Anh Lực.
ăn gian thiệt luôn á. Dạ thầy. Vi phạm luật nhân quả. Nghỉ một phút. Trời ơi, đội có hai người, đứa thì bị đuổi, đứa vô nghỉ một phút, còn mình tôi phút cuối cùng luôn. Dạ luôn. Xin luôn. Đáng hai trái đi luật ơi. Bánh đâu rồi? Ông giấu cái bánh rồi kìa. Đâu? Ra đây. Hay quá. Trời hay quá dạ. Kéo quần hay quá dạ. Dễ gì. Kéo quần lên anh Lượt. Kéo cái đầm lên đúng rồi. Hay quá. Hay quá Lượt. Hay quá chút. Ra viên. Lượt phát bóng lên. Hết rồi. Hết một phút rồi. Hết một phút. Chưa. Vô luôn chút. Vô luôn chút. Vô luôn chút. Vô luôn chút. Đâu rồi. Trời ơi. Trời ơi. Lên Lượt ơi. Ủa? Vô vậy? Xuống luôn, xuống luôn. Dưới chân, xuống luôn, xuống luôn. Dừng lại, dừng lại, dừng lại. Ai cho bé Cưng vô? Em được vô? Gì vậy? Em cản vậy mà anh. Red card. Em cản sao, em cản sao? Red card. Đánh trọng tài. Bên kia, bên cầu cầu thủ bên kia diễn rồi. Đánh trọng tài. Đợi mình nhận thắng hay không nha. Ráng nha. Ngân vô. Oh no. À. Ây. Chết 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 chết. Một người thôi, một người thôi. Mẹ Ngân. Ây da. Núi này kìa thế. Chết rồi, chết rồi. Ra ngoài rồi, ra ngoài rồi. Không phải. Hai đứa chuyện qua chuyện lại là ăn thôi. Chạy lên đi. Chạy lên Ngân. Hay quá. Ê. Đưa cho Ngân nè. Ngân ơi, đóng vô. Qua luôn. Dạ. Ê. 2-1. 2-1. 2-1. Trời ơi, quá nguy hiểm. Vô. Để cho em sống sao. Con. Biên này thoải mái. Biên này thoải mái. Biên kia mới lo, biên này thoải mái. Vô luôn. Kìa. Trời ơi, chỉ được. Trời ơi, là trời. Trời ơi, ổn quá. Tôi đưa vô anh đẹp vậy thôi chứ. Hai đều nào, hai đều nào. Chéo vẫy mạnh lên, dạ ơi. Anh làm gì? Hai đều quá khủng khiếp. Chúng ta chỉ còn một phút nữa thôi. Giờ trái này là cháu quyết định phải không? Đây. Dạ, cháu quyết định. Cháu quyết định. Không cho uống nước. Đang đá banh mà ai uống cái gì? Đúng rồi. Không có uống, đá tôi chết thì thôi. Lên. Đứng lên. Dạ lên đây nè. Trời ơi, 2-1 không chột cũng què đó anh. Đó. Bắt đầu. Muốn uống dạ, đừng có sợ dạ. Đâu rồi. Điểm. Hết giờ. Yeah. Anh Lượt đá banh hay vậy? Anh Giang Thiên vậy? Bị đội thì có hai người con trai mà bị thẻ đỏ hết trơn à. Thẻ đỏ là ai đưa? Thì anh phạt đúng rồi. Em trưởng vậy mà. Anh xô ngã trọng tài mà. Hả? À? Đánh trọng tài. Một thẻ đỏ. Tôi không hề đánh trọng tài luôn. Tự té. Như vậy là ở trận đấu vừa rồi, Bạch Tuyết đã thua Lọ Lem. Đang khát nước đúng không? Mình thích đấu mình gọi là 10 ly nước uống chơi. Nước bên quán anh Vinh. Nhưng mà bây giờ mình đá là không có thủ môn. Mình bận váy á, mình đứng ngay đó, mình sút vô khung thành bên này. Ai sút vô nhiều thì người đó thắng. Ok. Mỗi đội có 3 lượt đá. Đội nào đá trước? Em bên đội em sẽ đi trước. Rồi ok. Đi trước em, vô đá trước em. Ủa mình đá luôn hả? Chúng ta sẽ có mỗi đội 3 lượt đá, mỗi người đá 1 lượt. Dạ. Rồi tới bên đây. Ok, để tay anh nào sút. Không, để tay này là chú em. Ủa, hồi nãy bé Ngọc cầm váy lên sút. Em có cô đâu. Trời ơi. Thế đó. Mất một quyền đi cặp.
Ủa hoài vậy? Đúng rồi. Thua luôn, số thua luôn. Red card. Anh Giang xử thua luôn. Lượt tiếp theo, tiếp lượt. Lượt anh. Ủa sao tự nhiên sai đồng đội lượt anh? Em ngồi bên dòng biên mà. Anh ơi, anh không đá vô mất mặt em lắm á. Anh mà đá không vô là biết mặt á, mất mặt lắm á. Dướng một cái. Hai. Yeah. Hai. Yeah. Đâu có dễ ăn đâu. Hay lắm. Đúng rồi. Nữa làm màu nữa. Rồi ra chắc luôn. Chút. Cái bóng này nhẹ quá. Đồ bà nói giống như là bà dân đó, anh chuyên nghiệp vậy đó. Cái bóng này nhẹ quá đồ. Để ra anh đầu. Chút. À, em bị anh ơi, cái chân em bị dắt vô cái thảm trước khi ra. Làm vị già sẽ là người quyết định. Mặt rất là tự tin luôn. Trông cậy vào già. Tránh ra kim. Cho em đá lại được không? Đi kim chi nè. Mấy đứa rồi chị? Cứ cho vô nha. Vô. Đáng lẽ em phải để bên này em sút qua là vừa. Bây giờ đã từng cặp, trong cặp đó có một người thắng là thắng luôn, chứ không đá ba lượt nữa. Dạ đã không? Rồi mời dạ. Lật rồi. Là Ngọc. Ngọc đã vô là thắng luôn á. Trò chơi chính. Ủa thua luôn. Ủa trò chơi phụ thua luôn. Không đánh mà thua. Như vậy đội chiến thắng là đội Lọ Lem. Xin chúc mừng, vỗ tay nồng nhiệt. Đón xem Nữ Chủ 20 giờ thứ sáu thứ bảy hàng tuần trên VOON. Chúng ta đang quay trở lại với chương trình Bảy Nụ Cười Trò chơi này đơn giản thôi. Hồi xưa có hay đi chơi lô tô không? Có. Đó. Cái này giống như lô tô hồi xưa trúng được thưởng bột ngọt. Không thấy được. Đúng rồi đó. Nước ngọt. Chúng ta sẽ có hai đội. Mỗi đội sẽ có 30 viên kẹo. Mỗi người sẽ có 10 viên kẹo. Quăng một lần cũng được, quăng 5 lần cũng được, quăng 10 lần cũng được, miễn sao sử dụng 10 viên đó thôi. Rồi. Đội nào tổng hợp nhiều viên kẹo vào rổ hơn thắng. Đúng rồi. Thôi anh lớn anh đi trước đi. Thôi tự nhiên vô duyên, tự nhiên lớn thôi, lớn cho tôi đi trước hả? Ra cái gì? Không có cần biết, bây giờ trong đầu tôi không còn suy nghĩ ra cái gì hết. Nếu mà không nghĩ ra gì chắc chắn là ra cái bao. Ok em, tôi ra cái bao. Này thấy quen quen. Ok tôi ra cái bao. 1, 2, 3. Cái tay cầm kẹo ăn nè em nha. Trời ơi. Gian manh lắm. Rồi ba đứa mình lại đi chưa? Trời ghê lắm. Dạ. Trọng nam khinh nữ. Ủa lộn. Lady first. Chơi viên kẹo mà vô tình bị trọng nam khinh nữ luôn. Đi một lần 10 viên là một cái lựa chọn sai lầm đó nha. Tại sao? Chính xác. Tại vì không thể nào có xác suất trong đó được. Cơ hội lần đầu. 1000 viên thì may ra dạ. Người ta nói là đừng bao giờ nghĩ chuyện đó sẽ không xảy ra với mình. Dạ yếu lắm nha dạ. Chị ném vậy thì nó khó lắm, chị phải thảy vô gì thì thôi, nó may ra nó tới hơn. Đây là tuyệt chiêu. Ai chơi? Đúng rồi. Tôi chơi, em ủng hộ chị. Ủa không ổn quá. Lực anh có thể nói đội viên Ngọc của anh. Ngọc đứng gần, đừng có chơi dơ vậy, người mình đã dơ được sẵn rồi. Bé ngon nữa. Hai cái tạ này em chỉ chị mà. 8 viên luôn hả? Sai lầm, một lựa chọn sai lầm. Ủa dạ thưa MC. Ai chơi? Chị thấy được 5 viên thôi. Là tôi chơi. Thôi chơi mà phải chơi đi. 2, 3. Vô. Rồi nó sai lầm. Không phải. Sai lầm kìa. Chị đáng lẽ là chị phải 10 viên luôn thì nó không có tỏa ra. Đã nói từ đầu rồi, làm gì có chuyện mà đi cùng một hướng được. Nó yếu quá. Sắp tới rồi nè, vậy nè. Sắp tới rồi.
Anh chụp rồi, nó phải rớt cái đúng mới tin. Rồi thấy chưa? Anh không có được chụp kẹo của em. Sen kẹo đúng không? Không, không có sen kẹo. Phải rớt cái đất mới tin, đúng không? Phải rớt cái đất mới tin. Phải rớt. Ra phía sau rồi. Ra phía sau. Nhưng mà phải rớt cái đất mới tin anh. Thôi kệ giờ đi, không có vô được đâu. Đó, anh lại chụp nữa rồi. Rồi, sen kẹo qua tiếng lực hả? Có cái tay kìa. Chị tài ngọc gì vậy? Chị phải đà anh ten đi coi là đi hướng nào. Ủa là gì vậy? Mọi người á. Anh làm cái gì vậy? Ủa sao tao làm gì vậy? Bị mấy ở xa hết mà. Đâu có xe kẻ. Trời sang kẻ kìa mà anh luật anh bị lệt nãy giờ luôn. Vô nha. Bây giờ luôn. Vô nha. Đây. Nhắm lé qua đây nha. Nhắm lé. Nhắm lé. Không, nhẹ thôi. Mấy viên rồi? Mạnh lên miếng. Sắp vô, sắp vô. Anh đừng nhìn qua đây nữa, anh lo nhắm thêm trọng đi. Trời ơi, mép nữa. Wow. Anh Luật ơi, còn có một viên thôi. Có hả? Em bị cận mới anh thấy được. Không chơi chiêu nhắm lé của anh được không em? Trời ơi, quá hay hay á. Trời ơi, quá hay hay á. Mạnh lé. Từ từ thôi Vinh. Ủa nha. Từ từ thôi anh. Hai. 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 Không khó lắm. Từ từ. Đó là anh Vinh hên thôi. Thấy không, khó lắm. Anh theo cái được không hên cho em để cho nó tâm phục khẩu phục. Đúng. Đúng. Thôi vô anh. Không, văng ra mà. Không, văng ra rồi, văng ra rồi. Không, văng ra thì đúng. Thấy chưa, thấy tuyệt chiêu của anh không, là anh biết là anh sẽ làm được. Có một cục là thắng rồi, thiệt luôn á. Thiệt á. Đây, Vinh có một cục cho mọi người. Ngọc làm được cái gì? Một. Ê, hay á. Qua bên kia miếng. Ổn định. Ba. Sắp vô á. Mạnh cái gì em ơi, đúng rồi. Bộ đúng rồi á. Sao bị méo hoài vậy ta? 5 6 3 6. Ngọc làm được cái gì? Ngọc làm được cái gì? Ngọc làm được cái gì? It's you. Rồi. Ủa, sao không thể tiếp, còn 4 cục nữa. Từ từ em, lên nở. Ok. Về đó, hai đội đang về đó nha. Để coi. Vô cái giữa chắc chắn thắng luôn. Chết rồi, 7 rồi. Ui, 8. Về là được rồi. Một cục nổi trốn. Một cục nổi trốn. Luôn. Dạ rồi. 1. Nó không thấy là thấy bậy bậy rồi. 2. Đúng rồi em, thấy không? Đừng vô viên nào hết là được. 4. Wow. 4. Wow. 5. Nó không quá khó, em cứ bình tĩnh. 6. 6. Ủa chưa đó. Đúng rồi. 6 rồi đó, 6 rồi đúng rồi em, 6 rồi. Ơi, cái cục này nó không tưng nè, cục đó nó tưng á. Ê, vậy bỏ cục ra. Bỏ rồi, cục ra, 7 rồi. Để tôi lụm mấy cục đó. 6 hả? 7. 8. 3 ta. 9. Thôi. 10. Ngân bị cận mà. Em bị cận. Không phóng vô quá Ngân, phóng á. Em phóng nè, tay khoan, nè. Khoan. Bà bị cận, bà tập trung vô, bà nhìn thấy cái rổ đỏ không? Màu hồng không? Thấy không? Rồi. Cứ tay cứ thảy vậy nè. Chứ đừng có kiểu mà quăng thí đó là không được. Ê, xéo. Hả? What? Thấy không? Tiếng lực chứ bà nói. Nè, đặt cái chiếc màu hồng không? Nè, quăng, đừng quăng thí, quăng. Thấy không? Ghê không? Như vậy mới cần chơi nữa không ạ? Thắng rồi đó. Như vậy đội chiến thắng là đội Lọ Lem.
Chúng ta đang quay trở lại với bảy nụ cười sơ. Bóng chuyền, bóng nước. Chúng ta sẽ quảnh tù xì để mà giành cái lượt bóng trước. Nếu lượt giành được quyền hút bóng, lượt sẽ cầm một quả bóng nước quăng qua bên kia chụp. Sau đó đã trong lượt mình thì đứng người làm thế sao? Đến khi nào quả bóng bể ở vị trí đội nào thì đội đó thua 1-0. Wow, có gì đâu khó vậy ta? Hay là nó bể, mình phải không được cho nó bể. À, cái này khó. À, cái này á hả? Yeah. Cái vấn đề này là nếu như là luật mà có đủ kỹ năng, luật sẽ quăng rất cao và rớt xuống ngay vị trí của mình. Trời. Thì mình chụp nó sẽ dễ bể. Dĩ nhiên là phải đúng vị trí nha, chứ không quăng tầm bậy tầm bạ. Đúng rồi. Rồi quăng tôi xì đi. Ủa, nhưng mà nếu quăng qua bên kia thì sao? Chúng ta nên nhớ nè, quăng phải quăng vào vị trí người đối diện, quăng ra ngoài là mình coi như là bị mất cái lượt đó. Mất một điểm luôn. Bởi vì lúc đó trái bóng nó sẽ bị bể. Đúng. Quăng tôi xì. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2 3 Hắn hả? Em biết ở trong đây anh nói gì không? Gì? Thua chắc hả? Ngân nó sẽ thua. Ngân nó sẽ thua. Thấy không? Anh chỗ chia rẽ dễ sợ luôn. Anh nói là bé Ngân ăn chắc. Bên kia ai xếp hàng đầu tiên? Em cho. Anh này cho chứ cho. Ê, không phải nhất thiết là tôi thảy là thảy ngang Vinh đâu đúng không? Đó, à, không phải là Vinh rồi. Phải là Vinh. Có biết chơi không vậy? Ủa? Hứng là phải không được bởi bể. Ừ, khó vậy. Đúng rồi. Trời. Đúng rồi. Nặng dữ vậy. Dạ, cố lên. Ê, ê, ê. Sai rồi, em sai rồi. Phải là người đầu tiên làm với dạ. Coi như lần này là tha thứ ha. Tha thứ đi anh, né luôn. Nếu họ mà quăng vậy là mình né luôn. Bấm bấm bể là họ bị. Không, đứng xa ra. Anh có cách rồi. Ê. Đó. 1-0 về đội của Sa là bây giờ. Sa ra. Tại vì dạ né xuống đi. Để dạ phải tự chụp né hồi nào em thấy qua cái đầu chứ. Đúng rồi, thấy rất cao thì sao làm bây giờ chụp được. Mình bị 1-0 rồi. Quả từ xì tiếp tục. 1 2 3 2 3. Yeah. Thôi, mình thua rồi, mình thua rồi. Đứng xa ra, đúng rồi. Né luôn đi. Đúng rồi. Hay quá anh Vinh. Phải chọn đúng người hả? Đúng rồi, phải chọn chút. Rồi phải chọn chút. Rồi phải chọn chút. Anh Vinh kìa. Hả hả, chuẩn bị luôn. Không phải bể đâu, không phải bể. Khoan, khoan, xì. Khoan, khoan, có người tự xì. Để tôi kiểm tra, công nghệ va có đây rồi. Đấy, xuống, xuống cái đuôi, xuống cái đuôi. Tét luôn rồi. Anh Vinh quá ghê rồi. Đúng rồi. Mất quả bóng. Em bấu vô. Đây, cái móng tay dùng kỹ xảo. Đúng. Nhưng xui thay, nó đã bể từ bên đây, bể qua. Trời. 1-1 Trọng tài number one. Anh Vinh bây giờ kinh khủng quá. Diễn hoặc diễn không có thiệt. Mặt diễn không có chân thật. 5 lượt chơi nha mọi người. Sẽ có 5 lượt chơi. Rồi quả tôi xì. Anh gà cái đó luôn đó. Cái đó nha. Ok. Ok. 2 2 3 2 3 Đổi tay. Tỷ số đang 1-1 nha. Dạ rồi. Mình sẽ có 5 lượt chơi. Sao đâu. 3-2-1 Ê trời ơi. Trời. Đổi, đổi. Đổi kìa, chụp. Thật tôi muốn đổi anh Vinh qua ghê luôn á. Ê trời ơi. Được, được. No, no. Trời được ơi. Dạ. Trời ơi, em muốn chụp cái đầu luôn á. Em nghe cái ọc luôn á. Coi coi kìa, móng tay kìa, các loại hình. Ê. Đúng rồi, đẹp. Ờ, hai quá chứ. Sao bể được. Họ lắm à. Trời ơi, tới em mà nó nhão cái bóng rồi. Không, dài lắm, bóng nó dài lắm. Ồ. Ôi đau quá. Đau lắm á. Nó dậy 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 luôn á. Cao thì cao rớt xuống nó mới đã. Trời ơi, hay vậy. Ê, ê. Chưa mà, chưa mà. Chưa mà. Chưa mà. Chưa mà, nó quăng mém xẹo rồi. Bóng chuyền mà. 2-1 Chưa xếp theo thứ tự mà. Bóng chuyền mà, bóng chuyền. Vậy là mình liên tục á. Ừ, liên tục á. Liên tục được đúng không? Phải tập trung chứ. Ừ. Liên tục nha. Người ta gấp quá đầu á. Qua đây. Thôi, tự nhiên nha. Anh Vinh ra đi, ảnh đang. 1, 2, 3 2, 3
Mua rửa. Yếu. Liên tục nha. Sẽ bị hàng vô. Đợi em đi. Hey, cân tài. Gặp xong tới anh đi thì liên tục. Anh làm lẹ. Ồ vậy hả? Vậy là anh. Cái móng tay không có căng quá. Cái móng tay phải không? Cái móng. Hiện tại tỷ số là 3-1. Là 4 quả rồi, mình còn 6 quả nữa. Mình sẽ chơi 10 lượt. Đó. Rồi đây đây đây, đó đây. Rồi, quả sushi. 1 2 3. Nè. Chết rồi, anh ơi, hói cái bự cái gì vậy? Cái này đưa thiệt cao nên rớt xuống mới đã. Gì quá, vậy? Quá. Đúng rồi, cao quá. Sao anh kêu anh cũng ăn suối? Anh suối là quăng lên thiệt cao mà rớt xuống ngay vị trí làm bị giả. Làm lại. Không, không, thôi, không. Tỷ số hiện tại là 4-1. Bạn ơi, bạn. Anh giang suối em. Em đúng ngờ ngợt luôn á Ngọc. One, two, three, two, three. Trời ơi, thua nữa. Đói, 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 đói. Quấn liền, quấn liền, quấn liền. Ê, ê, đó, đó, đó. Chưa, 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 chưa. Dạ, bạn. Dạ. Đừng có dạ, bạn. Quăng dục mạnh bạn. Đúng rồi. Chó qua đầu rồi xong bỏ đi. Đó, chưa, 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 chưa. Bỏ cái này đi, bỏ cái này đi, bỏ cái này đi. Không, chưa bị mà. Ví dụ mà cao quá, đừng có hớt, đừng có hớt. Đồ hớt vậy? Thôi, bỏ đi, chạy ra không hay đâu. Tới Lan Ngọc qua nè. Em phải thảy thiệt cao nhưng mà rớt ngay vị trí của anh. Vấn đề là nó không có cao được. Đó. Nè coi nè. Ủa sao đó, dễ vậy? Cao hơn cũng đâu á. Em lên anh. Liên tục. Ra ra ra. Biết vậy tôi bỏ luôn nha. Cái đó là em bỏ là ngon. Đây là 4 và đây là 2. Ê, cái tay em giới được mà em bỏ là em mang tội đó. Không, nó như dây dây luôn mà. Vậy là gì mà anh vẫn dính được mà em. Nhưng mà phải dính được 6 quả rồi nha. Quả tôi xì đi. Thế anh Luật, em quảnh cho. Quảnh đi, ừ, em quảnh đi. Em quảnh hay lắm nè, coi nè. 1, 2, 3. 1, 2, 3 1, 2, ủa. Thẳng, này. Anh đấy, anh đấy. Rồi xếp hàng vô. Chưa vô nhạc, chưa quá. Rồi, ok, ném luôn. Coi chừng rớt, coi rớt dễ bể. Tôi, tôi. Chưa bể. Trời, mặt anh Vinh kìa. Ủa? Anh ơi. Phải thôi chứ, Luật phải thôi. Luật ơi, anh ạ. Cất. Vinh, Vinh. Quá là trời, quá là trời, hên quá. Chết rồi, sao nó không khỏe vậy? Quá là trời, trời, ok. Trời, nhẹ thôi, nhẹ thôi, nhẹ thôi. Đó. Cái này không có bể. Nè, nè. Chị Ngọc lên. Thôi, khỏi lại chết nó luôn. Không bể. Đây, trái này ngon nè. Đúng rồi. Đúng rồi. 2-4, 2-4. Đúng rồi. Sao vậy? Anh ráng chụp cái đó anh Vinh. Đúng rồi. Trội qua cho anh Luật à. Hay quá. Hay quá, chết rồi, chết rồi, thôi tôi làm cho. Vô. Trời ơi. Ném luôn, ném luôn, ném luôn. Uống hết rồi. Chán thiệt luôn á. Em không biết khống chế hình thể. Em bờ đỡ. Đâu quá. Em phải về nè, ví dụ ban tới em phải. Đông đợi em đang cãi lộn, cứ vô đây đi. Em 2 giờ thắng cái nữa là thắng luôn á. 1, 2, 3. Vô. Hay quá, hay đó. Wow. Thấy không? Thấy bên tay chơi đàng hoàng không? Đúng rồi. Wow. Đâu có bể. Mà đâu có bể. Chạy. Cái này nó không bể. Đổi trái. Mấy trên gian không chịu chụp. Chứ chơi không chịu chụp gì hết. Chơi một trận chí thật là. Sao em gặp ổng hoài vậy? Quăng quá. Chụp hay quá vậy. Ôm quá. Yeah.
Chị Ngọc. Ủa gì vậy? Không có bể, không có bể. Đợi chơi khác. Nữa, anh nữa, anh nữa. Lại là anh. Miễn sao không đụng lưới thôi mà. Được, anh chơi vậy đúng không? Một cái ầm luôn á. Bây giờ anh chơi vậy đúng không? Quăng vô. Để đi, để anh, lát rồi để anh. Ở đâu ở? Nhảy lên, nhảy lên, nhảy lên. Đúng rồi, đụng tay rồi. Đụng tay Ngọc. Ủa? Rồi. Không bể. Đổi bóng đi. Anh Vinh đi. Rồi. Nâng rút. Ê. 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 Chết cho em tôi. À. Dạ, thắng rồi. Không sợ đối thủ mạnh. Trời trái này mạnh. Trái đó đã lắm. Như vậy là đội... Trời trái này mạnh. Trái đó đã lắm, chơi trái đó ghê á, thử đi. Như vậy là đội... Thông minh lắm anh ạ. Như vậy là ở lượt chơi này đội Bình Tuyết thắng. Còn một trò chơi nữa. Tôi đề nghị bây giờ mình chơi nha. Vẫn là cái lưới này. Mình đổ dầu ăn lên trên trơn. Xong rồi sau đó mình chơi đá cầu đi. Thôi chịu nổi. Chơi cái gì mà nó dơ dữ vậy. Té đập đầu á. Mình chơi đá cầu mới vui. Với cái lượng dầu ăn trên đây. Bây giờ chơi này chơi lớn đúng không? Trời lớn. Đây. Dạng nguy hiểm quá. Bây giờ cũng là sắp hàng gì đó. Rồi mời đợi mình lựa chọn người đầu tiên. Bên đây lựa chọn người đầu Thôi, tiên anh đi. Nói luật chơi chứ mới biết được. Anh Lượt là người đầu tiên bên rồi, đội em. Rồi, người đầu tiên. Quả tôi chơi đi. Anh Vinh đi cho nó cân tài sung sức. Rồi thắng. Rồi. Mời Vinh đứng sáng dưới đây. Chúng ta sẽ có mỗi quả bóng ở trên đầu mỗi người. Mình sẽ lần lượt mình chọn. Bể thì ta hứng trọn, không bể là mình sẽ đi chỗ khác và bạn mình lên sẽ bị cái bấm mình đồng kia chọc lại. Tôi đề nghị sau lưng tôi là Lan Ngọc. Nhớ nha, ngón trỏ, quy định là ngón trỏ và chọn một lần duy nhất. Ngón trỏ đúng không? Mà chúng ta chọn đây nè. Bút ra chứ không có nhấn vô nha. Khi mình... tôi cắn móng tay tôi nhỏ không được hả? Khi mình chọn lũng thì đội bạn đã bị dính. Trời ơi, cái móng tay nó thiệt quá. Còn mình chọn không lũng thì mình lập tức rời đi để đồng đội mình tiếp trận. Anh cái nghiệp mà em hưởng là mệt lắm nha anh Luật. Dễ quá à. Anh Luật là giống như là dứt dương chỉ rồi còn gì nữa. Được chưa? Cố lên anh Luật. Wow. Bây giờ tới phiên bé Ngân lên, bé Ngọc lên. Quả tôi xì. 1, 2, 3 Trời ơi, con nhỏ em tôi. Mình chỉ có 3 quả bóng thôi nha mọi người. Ôi, đứa em. Rồi. Cái này người ta gọi là quýt làm cam chịu. Anh về. Thôi thôi, quay mặt ở đây nào bé ơi. Rồi giữ đi bé. Ủa gì vậy, tôi xì chứ. Không không, đã nói nãy đã quy định rồi mà. Khi ta bấm bể làm lại tự động mới đi xì. Còn bấm không bể thì người kia phải bị. Tôi thua đúng rồi dạ. Mình chịu đi, mình đừng có gian gian vậy. Chị dạ. Ủa thôi. Chữ này nó kéo luôn. 3, 2, 1, chọn. Yeah. Sài Gòn lâu lâu quá. Kỷ niệm chúng ta. Em nghĩ là
cũng phải bị như vậy á, chứ không thể nào mà dễ dàng vậy được. Chúng ta chơi ba quả nhưng họ thắng hai quả rồi thì cần gì chơi nữa. Nhưng mà chơi vì niềm vui, em đến đây là niềm vui. Đúng vậy, tụi tôi chấp nhận niềm vui của bạn. Lên chơi đi, lên chơi đi. Ai chơi, Lan Ngọc đã to nhất. Em với lại Lan Ngọc. Không, em xong rồi mà. Thôi em muốn chơi, em chưa được chơi. Rồi ok, tùy em, khách mời ưu tiên. Quả tôi xin. Tôi nói trò không được, cái hỏi dạ lên nữa chắc tôi cười quá trời. Thôi. Đứng đây, dạ đứng đây cho tôi. Dạ đứng đó mới vui. Ủa nhưng mà em muốn chị dạ không, luật là em chứ sao dạ được. Em mắc cười quá, làm sao có ai tắm trên một dòng sông hai lần. Chị phải một phát ăn ngay luôn đã. Hồi nãy là xong rồi, không chịu anh đấu với tôi. Cao quá. Đúng rồi. Hiểu mà làm cách nào mà nãy Azure đánh hụt được hay thiệt á. Như vậy là 3-0 trắng luôn mọi người. Em muốn chơi với Lan Ngọc. Lan Ngọc tiếp chiêu em. Chơi luôn. Quả tôi xì luôn. 3, 2, 1. Chọn luôn. 3. Ủa? 3. Thôi đi anh. Rồi rồi. Ủa sao tự nhiên chị chọn lại em chịu? Dạ chọn chứ sao tự nhiên chọn? Ủa? Đó, dạ chọn mà làm lại. Vậy là em phải trả nè. Làm lại dạ. No. Làm lại dạ, tính cho anh là không bể. Ông luật không phải. Ông anh đợi nào? Bên đây, tại vì luật là phải dạ chọn. Hiểu, nhưng mà vậy là anh Trương phải trả em một cái. Đó là chuyện riêng. Giữ. Dạ ơi, cố lên. Rồi, ok. Khoan. Lừa bên em không bể thì bên em. Tới Ngọc. Ok. Rồi xong. Trường Thế Vinh. Không, tới này. Không. Rồi, trời. Khoan. Bây giờ phải tính trước, trong trường hợp em chọn không được là người tiếp theo lại. Lan Ngọc. Luật. Tôi nói tên gì đâu. Anh Luật. Tết hàng vô. Chọn. Mạnh lên em. Thương anh. Thương anh. Nhẹ thôi. Chưa chọn. Phải chọn đúng đàng hoàng. Trời không tin luôn á. Trời anh không tin luôn á Ngân. Làm gì vậy Ngân? Hả Ngân? Em làm gì vậy? Anh làm cái gì vậy? Em không phải, em đang giả bộ em. Tay em bị gì vậy? Tôi chỉnh tay cho em lại nha. Em nhóc. Anh làm gì tay em đau á, sao anh không chọn được? Em diễn giả trân luôn á, em chọt lé lên trên vậy hả? Rồi, cái anh Lượng. Sao lên trên nào? Anh Vinh chọn. Sao dạ? Khoan, sao Vinh là ai? Dạ. Là Jun chứ sao là em? Đúng rồi là Jun, dạ mới chơi. Sao, anh Vinh. Anh Vinh. Vinh làm đi. Ủa cái gì vậy? Ủa? Cái gì vậy? Bây giờ là tới lượt với Jun, sau lượt lại, xếp hàng vô luôn đi. Sau lượt lại. Anh Vinh vô hàng. Sau lượt lại là Lan Ngọc à. Cầm lên gần. Yên tâm đi, tôi không bao giờ hại Lan Ngọc. Không đánh mà đau. Rồi chết Ngọc rồi. Nhanh này làm liền nè. Dài. Không bể. Mời Lâm Bỉ Dạ bước lên. Sao chị Dạ là ai vậy? Sao Dạ là Trương Thế Vinh. Không bể. Phải từ 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 từ. MC chương trình. Tại sao cái lúc kia anh không bể? Màu này nó hợp với em nè. Em mặn mặn gì? Đó, màu này đẹp nè. Màu này màu mập nè. Chết rồi. Chuyện huynh đệ tôi nè. Không đánh mà đau. Khoan, mình phải tính. Em. Dạ. Sau lưng em là Thúy Ngân. Em. Nghe lời anh. Ai đi chôn đồng đội. Phải quay lại anh này nọ nữa. Chị Dạ. Nãy chị đòi gì em? À.
Kết thúc đi, em chọn á. Em chọn á. Tới Thiên Ngân. Em chọn Thiên Ngân cho anh. Vô, kết thúc. Không đánh mà đau. Hồi nãy giờ ăn đồng chưa đủ. Em đã trao cơ hội cho anh một lần. Em có nên tin anh hay không? Tin. Một lần duy nhất. Một lần duy nhất. Cuộc đời anh phải nghe lời em một lần này. Hiểu chưa? Kết thúc đi nhìn. Kết thúc liền cũng này. Hiện tại đội mình đã thắng rồi đúng không? Bây giờ kết thúc đây, tiếng luật là đẹp luôn. Trời ơi. Trời ơi. Không đánh mà đau. Không đánh mà đau. Tôi không thua. Nhưng đồng đội tôi. Đội tôi chơi kiểu đó. Mời em. Ủa gì nữa? Ủa xong rồi. Ủa gì nữa anh, hết chơi rồi. Rồi. Cái bóng tôi chưa bể mà. Không, cái chương trình. Bể rồi. Thêm cho vui thôi. Cái bóng đó là anh tự lấy ra. Ok em. Thưa quý vị thân mến, như vậy là trò chơi rất là vui. Và đội tiến luật là ngày hôm nay thắng sẽ không bị phạt, còn đội bên kia sẽ bị phạt ở cuối chương trình. Trời đất. Và trước khi đến với những hình phạt đó, chúng ta sẽ đến với chuỗi kịch của gia đình Mỹ Nụ, của quán cà phê rất ổn, để xem ngày hôm nay chuyện gì sẽ xảy ra. Xin mời. Đón xem Nữ Chủ 20 giờ thứ 6 thứ 7 hàng tuần trên VEON. Ủa rồi cái gạch xi măng giao chưa? Trời ơi, đây là quán cà phê rất ổn, là chi nhánh thứ hai, phải xây dựng gấp rút. Trời, tiến độ vậy là chết. Ủa rồi gì, ai chịu trách nhiệm bên đó? Ủa sao không có ở quán một, tưởng là qua bên đó tập trung làm bên đó chứ. Rồi trang trí đề co là lo hết chưa? Trời ơi là trời, khổ ghê. Ủa gì vậy? Trời ơi, la lớn như vậy là em. Ủa sao chịu chấp nhận bên vật liệu xây dựng mà không giao cho người ta? Vật liệu gì? Bên quán 2 mình đang xây dựng đó. Trời ơi, quán 2 tôi lo. Con nói con chịu trách nhiệm đề co trang trí, con biết về thẩm mỹ thì con không làm, thì con để cho tôi lo cho vợ tôi gần đẻ tới nơi rồi. Ngồi đi em. Đừng có la, ta cũng đang nhắn tin nói chuyện nè, chứ có gì đâu mà rồi lấy hàng cà phê rồi để pha chế này pha chế kia, sắm ly chén đũa rồi. Anh hỏi đi. Em vô anh kiếp. Chú Út, chắc chú Út cấp. Ủa chén đũa ly anh, rồi. Anh có dự hóa đơn đặt tiệc cưới của tụi em không? Đâu mất tiêu rồi, từ sáng giờ kiếm ngoài không có. Đồ chuẩn bị tới ngày rồi. Đồ pha chế quán 2 đâu. Sao nói mua rồi mà không mua, không giao hàng? Thì từ từ đó, chưa xong nào xong em giao. Chuyện tới. Chuyện của tụi em quan trọng hơn, chuẩn bị còn mấy ngày nữa. Bây giờ ta vô nội thất rồi, sơn nước rồi, là một tuần nữa là chuẩn bị sắm đồ là khai trương rồi. Thì có. Ủa? Gì đâu, giờ không có đủ thì thôi mình dời lại ngày khai trương, chứ có gì đâu mà ba nha. Còn hay quá ha. Ủa mọi người ơi, mọi người muốn mở cái thứ hai, mọi người đã đồng ý hết rồi, chúng ta làm việc với nhau rồi, mà bây giờ không ai làm, cuộc mình tôi làm là sao? Anh biết sao không, em là chuẩn bị đã đặt tiệc cưới ở ngoài Phú Quốc rồi, bây giờ lẽ quên mất cái tờ hóa đơn, người ta hỏi không biết ở đâu, nên là anh thông cảm đi mà anh rầy hoài. Chứ ôi, bây giờ là ngày nào cũng phải tập thể dục hết á. Tại vì sẵn sàng lúc nào là vợ tôi mà chuẩn bị đẻ là tôi dắt vợ tôi chạy liền. Đúng rồi, với lại thời buổi này không cần phải cưới làm gì đâu em. Cứ sống với nhau đi được, chị sinh con luôn như anh với chị nè. Đâu được, ba cưới mẹ về biết có hạnh phúc không? Trời ơi, bây giờ mình tập trung cho cái quán chi nhánh 2 được không ạ? Thôi thôi trời ơi, ba ơi, giờ đang lo cái đám cưới quan trọng hơn. Không quan trọng hơn anh. Vô lo đi, vô lo đi. Em lo cho anh, em thấy cái chuyện mình sinh con quan trọng. Mọi người ơi, là mọi người. Mọi người ơi.
Đi đâu vậy? Vô đây coi coi nó kiếm phụ nó cái gì nè. Thôi anh vô thì em cũng phải vô chứ, để em đi ở vô đây. Đây anh này ảnh la con em giật mình tội nó. Trời ơi là trời ơi, nó giật mình mà. Một mình tôi lo cái quán này hả? Trời ơi trời, không được vậy phải luôn đi. Quá mệt mỏi luôn, đâu thế nào chạy đâu này đâu kia được. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Trời ơi, chúc mừng luôn, tôi quên luôn á trời. Yên tâm, chuyện bên quán thứ hai tụi tôi đã lo hết rồi. Ủa sao gọi điện báo nó báo không ai lo? Cái đó là bắt bụi nó phải nói như vậy để tạo ra cái bất ngờ ngày hôm nay. Xong hết rồi. Tại sao lo trước khi sinh nhật chúng ta phải nên bực bội? Bực bội để bắt đầu sinh nhật nè đó. Đó, sao nỗi buồn là niềm vui liền. Trời ơi, không, con phải cầm cho ba con thổi. Thổi ba đi ước anh. Đi ba. Ước gì vậy? Ba trời ơi, đi. Ước của quán 5, quán 6, quán 7, quán 8 gì đó. Đúng rồi. Anh ước cho mẹ con em mẹ tròn con vuông đi. Thôi ước cho sức khỏe của anh em mình là được trên hết. Nhưng mà điều ước muốn thành sự thật là phải dở. Dở con dở mà. Cô gái tôi chào này đẹp dữ trời. Ờ à. Sao con ra đây ba biểu ơi. Nổi ăn bánh kem rồi. Ăn bánh kem chứ, ăn bánh kem. À đúng rồi, cắt bánh kem ăn ha. Ăn bánh kem. Từ từ. Nè ra ba biểu nè. Dạ. Vô. Có bạn trai chưa? Có là phải dắt về ra mắt nghe chưa? Nhưng bây giờ phải lo cho sự nghiệp trước. Ba có cho có bạn trai không? Thôi đừng có xạo quá đi. Bao nhiêu người tình tin đồn ở trên mạng xã hội. Ai? Bé này nè, con bé. Chú đừng có nói vậy tin rồi đồn ba nào? Con ai? Ông không chịu coi ở trên mạng, người ta nói người tình tin đồn quá trời luôn. Là đứa nào? Chú cứ nói vậy nó mà. Thậm chí là nó đi taxi mà người ta còn đồn nó quen trong taxi nữa kìa. Trời ơi, sao vậy? Kỳ cục quá. Nói gì tình bậy bạ vậy? Chứ giờ hôm bữa trời mưa đi taxi đó, cái ông taxi ông cầm dù ông che cho nó vậy mà người ta chụp hình, người ta nói là nó quen với ông taxi đó. Người ta taxi ta mặc đồng phục mà sao mà à? Taxi công nghệ mà. Đúng rồi. À. Ủa mà em nói nghe nè, mình thổi bánh kem rồi giờ mình ra nhà hàng ăn uống đi chứ. Tụi em thay đồ xong hết rồi, còn mình ăn đó. Tập trung rồi còn qua bên công trình để mà quán chứ sao em ham. Thì mình ăn uống mình qua tổ chức quán còn lo phủ đều khi sắp khai trương rồi. Ba mỏi chân, em mỏi chân. Trời ơi mỏi chân quá. Ở đây qua đây ngồi. Sao anh không đem cái ghế tới đây cho em ngồi? Rồi ngồi xuống. Đây 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 cho em bé. Cảm ơn. Ủa cái bánh kem gì mà xấu dưới vậy trời. Thiệt luôn, không biết khi nào mình được lấy vợ luôn. Trời ơi, te tu tan nè. Trời ơi, đừng có để vậy. Sao vợ? Em để vậy, em đặt lên bụng vậy rồi con nó lấy tay nó đỡ về cho em, tội nghiệp nó. Em cầm đi. Ăn cái này có ngọt không? Không, 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 không. Bây giờ là gần những cái tháng mà em bé sắp ra đời rồi. Em phải ăn nhiều để em dễ đẻ. Vậy hả? Trời, trời ơi đừng mà. Có bác sĩ nào khuyên ăn nhiều dễ đẻ không? Nói bậy bậy. Nãy giờ chị chưa thấy em ăn á, em ăn miếng đi. Ủa quê tôi nói vậy đó. Thôi xin kiểu tôi nói ăn đi. Alo. Mời ăn em bút miếng nè. Thôi ngọt lắm. À đúng rồi. Anh đây. Ôi quê. Ê. Ê. Ủa, xong thế nói chuyện. Em sẽ tắt tiếng luôn rồi. Ê. Mà hồi nãy á tự nhiên chú Lâm kêu là ước có thêm người yêu mới. Không lẽ có thiệt? Chắc có đó. Nhưng mà ủa, hình như là có là phải giới thiệu với gia đình chứ không? Hả? Alo. Giao hàng anh, rồi ra liền rồi liền. Ủa nhưng mà có thì giờ chú Út phải giới thiệu với tụi mình chứ. Mà đâu có sao đâu, là chắc mới yêu quá. Giao hàng gì vậy em? Có hoa. Chắc là giao cho ông anh mình rồi nè. Nè có thiệp nè, đánh đọc đi. Ủa thiệp nữa hả? Ê ê ê ê khoan khoan. Ai mà đi gỡ đồ của người khác, cái này của ba con á. Anh tạo bất ngờ cho em coi. Kỳ cục. Bất ngờ gì? Sao ông đọc coi cái gì ở trong cái đó. Là cái của ba con thì để con đọc cho. Chắc là của ba con không? Hay của ai? Không có để tên. Đúng rồi, lỡ của em sao? Đây nè, đây nè, hôm nay sinh nhật của người ta thì gửi hoa tới là chúc mừng sinh nhật. À, dễ thương quá. Kêu ai kêu ông chú đi nhận. Kêu ông xuống nhận đi. Thôi cùng quá, mình phải đọc trước chứ. Trời ơi, vậy mà nó giật cho bằng được á. Chúc mừng sinh nhật TCTCE. Cái gì vậy, có 4 chữ cái à? Ủa ba con 5 chữ cái lần là TC. Chứ phải TG CM à. TG. Đâu mở lên coi. TG CE. Ủa thế giới đọc chữ không, người ta là TG CE người ta vậy mà. Ủa nhưng mà ba con đâu có họ tên vậy đâu. Khoan từ từ.
có 3 trái tim nữa kìa. 3 trái tim và chữ viết tắt T G C E. Tâm giao chú é. Nói cái gì á? Tâm giao chú é là cái gì vậy? Ủa là ba của không trái tim, trái tim là phải tình mừng sinh nhật, tình cảm vô. Giao thằng Giang. T G Trường Giang là thằng nào? Tự nhiên thằng Giang gì? Quán mình làm gì có thằng nào tên Giang? Đọc cái gì tình cảm lên thử coi. Tình cảm đúng không? À đúng rồi. Tình. Có ba trái tim. Chữ bảy lên. Chữ tờ đầu tiên là chữ tình nè. Tình. Tình. Chữ G là gì? Tình gian dối. Anh sao chưa gì hết mà anh cứ đòi tình gian dối là sao? Đâu có. Ê, đâu. Ra rồi. Tình già có em. Đúng. Tình, tình già. Già có em. Không liên quan gì. Hoặc là tình già chó. À, không phải. Chó. Bây giờ cái chữ này nó không ra được. Thế giới nè. T giờ T thế giới đúng rồi. Thế giới. Thế giới. Chị đó em là... Đúng rồi. Nhìn bó hoa là nghi rồi. Ai mà tặng hoa cho đàn ông lại tặng hoa hồng bao giờ? Không, cái này á, mọi người ơi hiểu lầm. Cái này là giống như là thương hiệu á. Tên cái thương hiệu cái hoa này nè, người ta gửi tặng tới, con cũng hay được nhận vậy. Nếu mà nếu mà như vậy thì ba trái tim này con giải thích đi. Nếu mà thương hiệu thì người ta ghi thẳng ra luôn, chứ người ta ghi như tắt để làm cái gì? Cái này giống như là một mật khẩu. Chú hỏi con gái nè, xưa giờ con thấy ba con có người yêu bao giờ chưa? Ủa vậy tự nhiên ai tặng thế giới? Hãy nhìn cái phong cách lúc nghe điện thoại alo, xong rồi quay ngoắt đi rất là nhanh. Mà cái kiểu quay ngoắt đó là chị em. Chị nghĩ đúng. Chắc chắn là có người yêu nhưng mà vì không thể giới thiệu với tụi mình. Khoan đã. Để ý đi, bó hoa này nó có những cái hoa nhỏ màu tím, mà tím là màu đó đó. Đúng rồi. Màu tím là màu của chị em. Trời ơi, tím liệm tìm sim lẹ. Vậy là con phải đổi lại gọi bằng mẹ sao? Bảy, con đừng nói như vậy. Con làm như vậy là ba của con sẽ chịu sự kỳ thị. Mình cứ bình thường, hãy coi ba của con như là một người bình thường, đừng có suy nghĩ gì hết. Nhưng mà khoan đã, có chắc chắn đó. Chắc ba... chắn rồi. Alo. Thôi bây giờ mình phải thông cảm, mình rồi. Phải hiểu. Rồi. Thôi. Hãy nhìn thái độ, hãy nhìn thái độ. Thôi. Biết rồi. Thấy chưa? Trời ơi, có cái tay kìa. Có cái tay cầm ghế thôi kìa. Thôi mà. Trời ơi. Rồi nha, vậy nha. Trời ơi, dịu hoạt luôn kìa. Ba. Ủa, gửi tới rồi nè. À, người ta tặng ba nè. À, bà biết rồi. Anh hay, anh nhận tin tới ghê luôn. Nói nghe nè. Ừ? Ở đây người ta cũng biết hết rồi. Thì đúng rồi, bà. Ủa, biết rồi hả? Ừ, anh đừng giấu làm gì nữa, chúng tôi đã biết hết rồi. Mạnh mẽ lên. Dạ, không sao đâu anh. Mình bây giờ thời đại này rồi, mình cứ công khai đi. Tụi em chấp nhận hết rồi. Hồi trước đến giờ không có để ý. Hôm nay mới để ý ôm cái bó hoa. Cũng dễ thương nữa. Trời, cái tay làm neo nữa kìa. Thật ra là dù sao thì mãi là anh em. Không sao, con ủng hộ ba. Cứ sống thật với bản đúng thân mình. Thật ra không phải là không nói cho mọi người biết, mà tại vì chưa đến lúc phải nói. Vậy là đúng rồi. Vậy là mình khẳng định là đúng rồi. Thì bây giờ con gái cũng đã lớn, cũng đã đi làm được rồi, thì tôi cũng mừng rồi, tôi nói luôn. Anh, khoan khoan. Nhưng mà ba muốn con xưng hô với ba làm sao? Thôi, đừng có ép cái chuyện đó. Tôi có người yêu rồi. Wow. Nhưng mà tại vì công việc nó nhiều quá, với lại cũng chưa chắc chắn về mối quan hệ, cho nên không giới thiệu cho mọi người biết. Ba cũng chưa giới thiệu cho con biết. Con hiểu không? Nhưng mà hãy tin ba đúng không? Người yêu đó đẹp không ba? Rất xinh đẹp. Ủa sao gọi là xinh đẹp ta? Đẹp đẹp cỡ em không? Đẹp cỡ chú Lâm không? Khùng. Gì đâu khùng. Mãi là anh em anh... À tên là chú Lan hả? Cỡ chú Lan hả? Tên cao không? Cỡ cỡ anh Lan không? Đang nghĩ gì vậy? Anh ấy làm nghề gì? Thời này chúng tôi hiện đại lắm. Chúng tôi là những người mở mang đầu óc. Nói nghe nè, có hay lui tới ở đây không? Con thấy cũng nhiều lắm. Chắc là có anh làm rồi. Nghề gì không? Ủa, mọi người đang nghĩ gì vậy? Thôi ba. Đâu? Con, tiếng Anh gọi là gì? Come on đi. Come out, come out. Come on là cái gì? Come out ông anh. Cái gì? Come out. Come out. À. Come on là nhào vô đó. À, come out đi. Dạ, thôi, nói chung.
Là nói gì thì nói thôi, con thay mặt cho ba con cũng cảm ơn mọi người. Vì cho dù là biết tin đó rồi nhưng mà mọi người vẫn luôn luôn ủng hộ ba con. Nói chung là một ngày sinh nhật quá trọn vẹn. Quá trọn vẹn. Bao nhiêu năm trời, tới đúng ngày sinh nhật, người anh kết nghĩa biến thành người chị kết nghĩa. Mày bị khùng hả? Gì ba, trời ơi. Thôi, mới ngại. Trong lá thư đó đã nói lên tất cả rồi mà. Gì chấp vậy? Nhận. Chúc mừng sinh nhật Thế giới chị em. Thế giới chị em muôn năm. Hãy cùng nhau come on. Giờ là có người đã đi mua đầm với lại hả chị em mừng. Wow. Này nè, biết nói tiếng Anh, biết không biết đừng nói. Come on là gì? Come out. Thế giới của em. Ai là người đó nhỏ tuổi? Anh đó nhỏ tuổi hơn anh hả? Bạn gái của tôi là một cô gái nhân viên văn phòng thôi. Có nghĩa là người đó chuyển giới rồi. Tôi là đàn ông, đây là thế giới của em, là tôi giống như là thế giới của cổ thôi. Phải không? Ai đồng vậy? Ai dịch cái chữ ra vậy? Thôi bây giờ ngon thì dẫn tới đây, đây. Tôi gặp đi. Chú. Come out là cũng đây nè. Chú. Cái chuyện lo cho quán, lo cho chi nhánh hai không phải lo trận. Lo xong hết rồi. Rồi bây giờ đi phân tích bậy bạn cái chữ này, cái chữ tình cảm của tôi mà lấy phong bì để xem trước khi tôi đồng ý lại là một cái bất lịch sự rồi. Đây. Thôi, bé nó không biết. Tại vì bên ngoài không đi gửi cho ai. Ở đây đâu biết gửi cho tính ai. Tính ra là bé rất là thương anh. Đúng cho rồi. Dù anh là ba hay là mẹ nó cũng vẫn sẽ thương anh. Nhỏ này từ khiến chở như này rất là hư luôn nè. Đâu có. Có đâu. Chỉ là ai tên gì tôi sao. Thôi, đừng quan tâm. Còn mày đó con mày em lo mày sống đàng hoàng cho lấy phước cho con đi. Ủa? Sống đàng hoàng cho con mà phước cho con. Ủa gì vậy, tôi muốn biết người yêu của anh thôi. Thôi tập trung công việc đi. Làm cái gì bây giờ. Giờ đi qua bên quán thứ hai coi kìa. Tưởng đâu đặt tên quán của quán cho coi mẹ đi ba. Cái gì vậy? Rồi bên nó tập trung, lát anh qua anh coi mấy cái bộ phận xong chưa để mà anh đi coi cho đẹp luôn. Cái gì? Hay chưa luôn nha. Cái gì? Ôi gì vậy? Trời cái gì vậy? Đau cái đẻ. Gì đi đau đẻ. Nghe lời anh đã học một lớp rồi, ngồi bình tĩnh đi. Bình tĩnh, hít sâu vô, rồi thở ra từ từ, để anh nói chuyện với con. Ủa? Đã đến lúc phải xuất hiện rồi con à. Ra. Ủa? Anh phải đưa chị vô bệnh viện chứ. Thôi quên. Anh sao vậy? Đưa đi bệnh viện đi. Kêu cái gì đó. Trời là trời. Đưa thôi đi đẻ đi trời. Quên. Đẻ. Đây. Ủa, lấy đồ ra. Con lấy đồ. Lấy khăn tắm, lấy đồ đi theo. Nhanh lên con ơi, nhanh lên. Xong chưa con ơi? Trời ơi là trời, như vậy là lấy bông đi tặng cho mẹ rồi con vuông. Quán mới có, cháo mới có, quá tuyệt vời. Vô tri. Anh nói hai người luôn á. Bây giờ là hình phạt dành cho đội thua. Chọn vị trí, mỗi người một vị trí. Vô, cứ thế mà giờ cho chọn luôn. Ủa là nó khác nhau hay sao? Khác nhau. Đứng đâu? Có nghĩa là có thể là không bị gì hết đúng không? Để anh lo cho em. Em yên tâm. Để đây em phục vụ. Đội thắng sẽ hỗ trợ từng người một. Mở nắp, sau đó cắm cái này vô. Để có kẹo rớt xuống thì nó sẽ xì lên. Cái này có gọi là hỗ trợ không vậy? Hỗ trợ. 1, 2, 3. Đúng rồi. Em ở quê trước. Được cái đầu lên đây. Nó không có vô liền đâu Ngọc. Ít nhất nó cũng phải 2 giây. Có đâu anh, nó phụt lên liền. Không có bảo đảm. Mấy lần rồi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Chán kìa. Tao phải giữ cái chai chứ. Em tay đâu mà giữ nữa. Thấy chưa? Nhanh vậy? Rồi, tới shoot. Không có. Nước. Có đâu được. Hết nước rồi. Rồi, Trương Thế Vinh. Phải đè anh Trương nữa, anh Vinh xuống. Ha 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 ha!
lại đồng đội luôn. Anh chưa làm mà, anh chưa làm mà. Như vậy là hình phạt đã kết thúc. Người thắng đã thắng, người bị phạt đã bị phạt. Thưa quý vị thân mến, đây là chương trình 7 nụ cười xuân do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ hai tuần trên HTV7. Xin chào và hẹn tuần sau. Một cái này nó rít lắm á. Này nó. Đó. Anh là MC.